Cậu thiếu niên này không may sinh ra trong một gia đình cận huyết, nên thân hình nhìn như một đứa trẻ con. Hôm nay cậu mon men lên trên tầng gác mái, xem thằng anh hai dẫn gái về nhà chơi. Không biết trò gì mà cô gái cứ ơi với ới, cậu sợ đau mắt nên quay mặt trở về phòng. Đến cầu thang thì bất ngờ nghe tiếng mẹ học đánh vần trong đêm. Ghé mắt cậu ấy nhìn qua khe cửa nhỏ, ối rồi ôi bố túm tóc hành hung mẹ từ phía sau. Nhiều năm trôi qua từ khi trốn khỏi căn gác mái, Kathy và Chris sống với nhau như vợ chồng dưới một mái nhà. Họ có hai người con trai, thằng cả tên Jory còn cậu út tên Bát. Khác với anh trai tài năng hoạt bát, thì Bát lại khá nhút nhát hiền lành. Cậu thường bị đám bạn bắt nạt và cô lập một mình. Nay về học anh trai tranh thủ dắt gái đi chơi, Bát thơ thẩn dọc con đường bắt dế. Vẻ mặt buồn rầu cậu định nói với bố chuyện trên xe buýt, nhưng Chris đang bận nên gạt đi bảo con vào phòng. Bát đang giận trong lòng thì lại thấy mẹ chơi cùng cô bé hàng xóm Cindy. Cậu cho rằng cái nhà này không ai quan tâm đến mình cả. Bát đành đến ngôi nhà trên cây, nơi cậu trưng bày những con côn trùng trong lọ và hay dành thời gian đọc tạp chí về các chị phổi to. Bỗng tiếng ho phía dưới khiến cậu ta chú ý, thì ra là thằng anh hôn tạm biệt cô hàng xóm. Jory về nhà không thấy em đâu liền ra cây tìm kiếm, không thấy Bát đâu, thay vào đó Jory thấy mấy cuốn tạp chí thằng danh tí tuổi mà đã ngắm bỏng bưởi suốt ngày. Anh chàng vừa tụt khỏi cây thì Bát trùng người tới, nó dọa anh trai tí đáy cả ra quần. Bát buông vài lời trêu chọc rồi rủ Jory đi khám phá ngôi nhà ma. Đàn quạ bay ra khiến cậu bé giật mình ngã ngửa, không may bị cây đinh trên tấm ván chọc thủng cả tay. Jory lo lắng yêu cầu quay về khử trùng ngay lập tức, nhưng Bát từ chối vì không muốn bố mẹ biết chuyện này. Đột nhiên có người đàn ông xuất hiện đằng sau cánh cửa. Ông ta nói mình vừa mua lại nơi này, yêu cầu hai cậu nhóc không được xâm phạm bất hợp pháp. Tối đến trên bàn ăn, Kathy ngỏ ý muốn nhận nuôi Cindy bởi vì mẹ cô bé bị bệnh ung thư và sắp qua đời. Tuy nhiên Chris phản đối vì điều này quá nguy hiểm, cảnh sát sẽ vào cuộc điều tra lý lịch. Hơn thế nữa nhà cũng không khá giả gì, mà lại có quá nhiều khoản cần chi tiêu. Vậy nhưng Kathy vẫn cố gắng thuyết phục chồng, cô không đành lòng nhìn một đứa trẻ bơ vơ. Nửa đêm Bát vì vết thương mà không ngủ được, cậu vào nhà tắm soi gương thì phát hiện anh trai dẫn gái về nhà. Bát nhẹ nhàng bước từng bước lên tầng gác mái, thế là được xem cảnh nóng full HD. Đến đoạn cao trào Bát sợ đau mắt nên trở về phòng, thì vô tình lại nghe thấy mẹ đang học đánh vần trong đêm. Cậu nén nhìn qua khe cửa mà giật mình hoảng hốt, thế quái nào bố lại túm tóc đánh mẹ từ đằng sau. Thấy hàng xóm chuyển nhà, Bát vội vã gọi anh xuống hóng. Người phụ nữ bí ẩn cứ như phù thủy trong mắt cậu bé, còn ông già hôm trước chỉ là quản gia. Bát tò mò nên sang tận nơi nhòm ngó, thì bất ngờ bị người phụ nữ kia bắt gặp. Jory vội vàng thanh minh chúng cháu không phải phường trộm cắp, bà ấy liền vui vẻ mời hai đứa trẻ vào nhà uống trà. Sau vài câu trò chuyện, bà lão ngỏ ý muốn họ chụp chung bức ảnh. Bát thắc mắc trong lòng nhưng cũng miễn cưỡng làm theo. Dù sao bà ấy cũng không còn gia đình hay người thân thích, âu cũng là hành động giúp đỡ người già cả neo đơn. Hai đứa trẻ không hề biết rằng người phụ nữ đó chính là bà ngoại của chúng. Trở về nhà, Bát hỏi anh trai có bao giờ thắc mắc về cha đẻ mình không. Jory trả lời bản thân luôn coi Chris là người bố duy nhất, và cũng giống như Bát, anh ấy không có chút ký ức nào về những người ruột thịt. Thấy mẹ bước vào, Jory liền xin phép sang nhà Melody kèm cô ấy học. Hôm sau Bát sang thăm bà lão hàng xóm, Corin nhìn thấy cậu bé thì rất vui, chuẩn bị sẵn một bé na để làm quà tặng. Trước giờ Bát vẫn muốn nuôi một con nhưng bố mẹ ngăn cấm, cậu ngạc nhiên thắc mắc sao bà lão lại đối tốt với mình như vậy. Corin lúc này đã tiết lộ sự thật, nói mình chính là bà của cậu bé, rồi cho Bát xem bằng chứng. Bát liền hỏi Corin sao chuyển đến đây mà không cho mẹ biết, bà ấy thú nhận có vài điều bất tiện, gia đình ta vô cùng phức tạp, khi nào lớn cháu sẽ hiểu. Corin cẩn thận dặn Bát không được nói với Kathy và Chris về sự có mặt của mình. John nhìn thấy cậu bé ra về liền gọi xuống nhà kho, rồi đưa cho Bát cuốn nhật ký của cụ nội, một tỷ phú quyền lực nhất nước Mỹ khi xưa. Trong cuốn sổ ông ấy đã ghi lại toàn bộ bí mật về gia đình. John hy vọng Bát sẽ hiểu vấn đề và chọn cho mình con đường đúng đắn, sống ngay thẳng không phải trốn tránh. Tuy nhiên John cũng dặn Bát phải giữ kín chuyện này, không được tiết lộ với bố mẹ và anh trai. Tối đến khi thấy Jory nói chuyện với bà, Bát đã hỏi mẹ tại sao mình không được như anh. Kathy chỉ đành bảo rằng có rất nhiều chuyện xảy ra, từ khi bà ngoại vào viện tâm thần thì không còn liên lạc gì nữa. Biết mẹ nói dối nên Bát buồn lắm, cậu bỏ bữa đứng dậy về phòng. Đêm hôm đó con chó thò mồm ra đường cắn đồng, Chris đứng trước hiên xem xét nhưng nhìn quanh quéo chẳng thấy ai. Anh trở về nhà thì thấy Kathy trên gác mái, nên buột mồm nhắc lại chuyện ngày xưa. Kathy không vừa ý liền gắt nhẹ, em sẽ chẳng bao giờ nhốt ai cả. Chris không có ý đó nên đành đổi chủ đề, đồng ý để Kathy đón Cindy về nuôi. Lúc quay trở ra, Chris phát hiện Bát không có trong phòng, cả nhà vội vàng chạy đi tìm cậu bé. Jory thấy em trai bất tỉnh trong vườn, vết thương do chiếc đinh gây ra đã nhiễm trùng, tình trạng của Bát lúc này vô cùng nguy kịch. Kathy đứng nhìn con dãy ruộng mà không kìm được nước mắt, cô cho rằng gia đình đang phải trả giá vì hành động của mẹ khi xưa. Bát từ khi sinh ra sức khỏe đã rất yếu, cơ thể cậu bé gần như phản ứng với mọi thứ xung quanh, đó cũng là hệ lụy của việc sinh sản cận huyết. Kathy ngồi cả đêm bên cạnh con trai, cô liên tục cầu nguyện và gọi tên cậu bé. Chris phải động viên vợ uống một viên thuốc an thần rồi về nhà nghỉ ngơi. Mọi người vừa ra khỏi phòng thì Bát thấy một giấc mơ kỳ lạ. Cậu tỉnh dậy với bức ảnh chụp cùng bà ngoại trên tay.
có ai đó đã khoanh tròn một gương mặt trong bức ảnh treo trên tường. Vài ngày sau mẹ Cindy qua đời, Kathy rất lo lắng vì Bart không ưa cô bé, mà hiện tại cậu vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Sau khi tỉnh dậy, Bart như biến thành một người khác, lời nói đanh thép mang hàm ý vô cùng kỳ lạ. Cindy đến ôm Bart thay lời chào hỏi, nhưng cậu ấy lạnh lùng đẩy cô bé ra rồi rời khỏi nhà. Bart nén bố mẹ sang gặp bà ngoại, cậu hỏi về bức vẽ nhìn rất giống bố mình, không phải bố thật mà là Chris. Corinne không ngờ thằng bé lại thông minh như thế, bà chỉ đành nói rằng trên đời này thiếu gì người giống nhau. Tuy nhiên Bart không dễ bị lừa như vậy, cậu kích động yêu cầu Corinne cho mình biết sự thật, bà đã làm gì để hai người họ đều ghét như thế. Đến nước này Corinne đành tiết lộ sự thật, bố mẹ cháu đều là con trai của bà. Bart lảo đảo đứng không vững, dù còn nhỏ nhưng cậu bé nhận thức được vấn đề, điều này là không thể chấp nhận. Bart tiếp tục hỏi về bố ruột của mình, vậy nhưng Corinne từ chối trả lời. Cậu bé rời đi, Corinne quay sang trách John đã treo bức tranh đó lên tường, bà không hề biết ông ta đã cố tình làm như thế. Mục đích của Corinne là muốn thân thiết với Bart, để từ đó thuyết phục Kathy và Chris tha thứ cho mình về lỗi lầm khi xưa. Nhưng giờ đây mọi chuyện bắt đầu rối tung rối mù hết cả. Bart từ khi biết chuyện bắt đầu chống đối bố mẹ, cậu thường nói những câu ác ý trước mặt mọi người. Jory liền vào phòng chất vấn em trai, tại sao lại hành xử khiến mình phải xấu hổ trước mặt bạn gái. Đột nhiên Bart tức giận sổ ra một tràng, cậu nói rằng vì tội ác của họ mà mình thấp bé nhẹ cân, uống bao nhiêu là sữa Enlin mà đề kháng vẫn yếu. Jory thấy vậy cũng đành nhượng bộ, anh khuyên Bart nên ngủ một giấc. Hôm sau Bart lại sang nhà bà ngoại để hỏi về bố, cậu lờ mờ đoán ra rồi nhưng vẫn chưa muốn tin, nên cần Corinne xác nhận. Tuy nhiên bà ấy đã nói dối, bịa ra một cái tên rồi bảo anh ta là người tốt. Đổi chủ đề, Corinne bảo John mang cho Bart món quà là bộ cung tên, thêm vào đó còn trả một xấp tiền cho việc hôm trước cậu dọn nhà kho. Bart hào hứng đi tập bắn với ông quản gia, vốn là người rất thần tượng chủ cũ. John nhìn thấy bóng dáng của Malcolm trong cậu bé này. Ông tự nhủ không cho phép ai lợi dụng Bart, động viên cậu bé hãy tìm ra con người mình, giống như Malcolm làm nên kỳ tích trên con đường chân chính. Hôm sau, Jory và Melody phụ trách đứng lớp dạy múa ballet. Vừa hết giờ cô nàng đã kéo bạn trai vào một góc. Hôm nay em đi xe của mẹ, chúng mình ra đóng cửa làm cái không anh? Tuy nhiên Jory lại từ chối vì lo cho Bart, cậu có cảm giác thằng em dại đang cần mình ở bên. Về đến nhà không thấy Bart đâu, Jory vội xách đèn đi tìm, một cái dây thép mỏng khiến anh chàng vấp ngã. Lần theo nó, Jory mới giật mình tá hỏa, con chó của gia đình đã chết từ bao giờ. Tiếp tục tìm kiếm, anh ấy gặp Bart trong nhà kho, biết bà lão hàng xóm tặng cung cho cậu bé thì lo lắng, cảnh báo Bart hãy tránh xa bọn họ. Tuy nhiên lúc này tâm tính Bart đã thay đổi hoàn toàn, cứ mở mồm ra là nhắc đến tội lỗi, như việc Jory ngủ với bạn gái trên gác mái cũng vậy, đó là tội ác ngoài giá thú. Jory nghe vậy thì đứng hình, anh không còn nhận ra thằng em mình nữa. Tuy nhiên những lời nói đầy hàm ý của Bart đã khiến Jory nghi ngờ, cậu lẻn lên căn gác mái và tìm được lá thư bố viết cho mẹ vào năm sinh nhật 13 tuổi. Hôm sau Bart lại yêu cầu bà ngoại kể cho mình nghe về bố. Cái gia đình này quả nhiên rối như tơ vò, bố ruột của Bart lại là chồng của Corinne. Bà ấy giải thích rằng vì Kathy hận mình nên đã quyến rũ ông ấy và hệ quả là mang bầu Bart. Mọi chuyện đã vượt ngoài sức chịu đựng của một đứa trẻ. Bart gặp Cindy liền làm cô bé bị thương. Cũng may Jory kịp thời phát hiện nên không có điều gì đáng tiếc xảy ra. Chris tức giận mang con nhốt lên gác mái, yêu cầu Bart ở đó suy nghĩ về lỗi lầm của mình. Bart từ giận dữ liên tục chửi rủa, ông là đồ nghiệt xúc khi đã ngủ với em gái. Kathy vô cùng hoảng hốt, cô không hiểu sao Bart lại phát hiện ra sự thật. Chris cũng rối trí chưa biết phải xử lý làm sao. Cuộc nói chuyện của họ đã bị Jory nghe thấy. Cậu ngay lập tức sang tìm Corinne để hỏi rõ ngọn ngành. Nghe bà ấy nói xong thì thấy kinh tởm đến buồn nôn. Trong khi bố mẹ nuôi đưa Bart đến bệnh viện, cậu đã nhờ bà vú đưa Cindy ra công viên chơi, một mình ngồi nhà đợi Chris về đối chất. Giờ thì Chris đã biết kẻ khiến gia đình mình một lần nữa tan vỡ. Anh sang nhà gặp người mẹ tệ bạc khi xưa, trong giọng nói đầy sự căm hờn phẫn uất. Chris cảnh báo Corinne đừng lại gần các con của mình. Anh ra về và đã giấu em gái về sự xuất hiện của mẹ. John vào viện thăm Bart và khuyên cậu hãy đợi thời cơ tới, che giấu ý định và trở thành con người họ mong muốn, đến khi họ buông lỏng cảnh giác rồi tung đòn chí mạng. Hôm sau Kathy có buổi biểu diễn tại lớp học, Corinne xuất hiện khiến cô ấy lùi người ngã xuống sàn. Bác sĩ thông báo Kathy sẽ không còn múa ballet được nữa, nhưng cô ấy không tin vẫn giữ một thái độ lạc quan. Ngay chiều hôm đó bà của Jory mang đồ tới nói rằng muốn ở cùng cháu, điều đó khiến cho Chris giận tím người. Thì ra Marcissa đã biết bí mật của gia đình này, rất lâu trước đó bà ta đã một lần tống tiền Chris, nhưng đến tận bây giờ anh mới dám nói cho Kathy. Mọi chuyện cứ dồn dập ập đến khiến bọn họ váng hết cả đầu. Tối hôm đó Bart bị đả kích lại chạy ra ngoài, cậu gặp John và được ông nói nốt sự thật về Corinne. Kathy và Chris tuy mang tội, nhưng cũng chỉ là nạn nhân của bà ấy mà thôi. Kathy tập tễnh trên đôi lạng sang hàng xóm tìm con, cô vô cùng hoảng hốt khi nhìn bức tranh treo trên tường. Jory vì chuyện của bố mẹ nuôi mà bị Melody chia tay, cậu cố liên lạc nhưng cô ấy không bắt máy. Marcissa nghĩ cháu mình đã biết sự thật, bà ấy cố gắng thuyết phục cậu rời xa họ để trở về New York. Bên kia căn nhà Kathy đối diện với mẹ sau nhiều năm không gặp, cô cầu xin Corinne hãy rời xa nơi này để gia đình mình được yên. Ngày xưa bà đã vứt bỏ những đứa con chỉ vì tiền, vì đám trang sức bẩn thỉu này, giọng Kathy trút ra từng lời đầy cay đắng.
3 năm bị chính mẹ ruột nhốt trên gác mái, thậm chí bà ta còn nhẫn tâm tẩm thuốc độc vào bánh cho các con ăn, thử hỏi rằng hành động đó làm sao có thể tha thứ. Corinne khóc nức lên chẳng thể biện minh, bà chỉ biết cầu xin sự tha thứ của con gái. Đột nhiên John xuất hiện đánh ngất Kathy, ông ta còn ra tay luôn với bà chủ của mình. John muốn tự tay kết thúc cái gia đình tội lỗi này ở đây. Ông ta nhốt hai mẹ con Kathy xuống nhà kho, mồm liên tục chỉ trích Corinne đã làm hoen ố thanh danh gia tộc mà bản thân dành cả đời phục vụ. Bát tuy giận mọi người nhưng vẫn không thể để bà mẹ phải chết. Biết John là kẻ giết con chó của mình, cậu ngay lập tức bắn cung. Tuy nhiên mũi tên đi trượt mục tiêu và Bát bị ông ta bắt lại. Không chút thương xót, John châm lửa thiêu cháy nhà kho. Chris về nhà không thấy Kathy, ngay lập tức chạy đi tìm. Bất chấp ngọn lửa đang bừng bừng đỏ rực, anh cậy cửa xông vào bế Kathy trở ra. Bát nhìn thấy bà không dậy được liền chạy vào giúp đỡ. Thế nhưng John bất ngờ quay trở lại tấn công. Corinne dùng mũi tên xuyên qua người ông ta rồi giục Bát ra ngoài. Chris muốn vào cứu mẹ nhưng đã muộn mất rồi. Sau thảm họa xảy ra, Jory nhận thấy mình yêu gia đình này đến nhường nào. Cậu quyết định ở lại và yêu cầu bà đừng trở mặt với bố mẹ nuôi. Thỏa thuận khi xưa thế nào cứ thế mà thực hiện. Marcissa không còn cách nào khác đành rời đi. Melody sau thời gian tránh mặt đã tìm tới gặp Jory. Cô biết rằng anh ấy rất yêu và tin tưởng mình mới nói ra sự thật. Điều quan trọng là Jory chẳng có lỗi gì trong chuyện này cả. Bác cũng dần mở lòng và chấp nhận Cindy. Biến cố qua đi, gia đình nhỏ lại trở về như trước. Hôm nay đến đây thôi. Hẹn gặp lại mọi người ở phần tiếp theo. Đừng quên cho mình xin một like, một đăng ký kênh nha. Cảm ơn cả nhà.